bắt quả tang chồng đang u ớ với gái trong khách sạn. Vợ thuê sát thủ xử chồng cho hạ giận. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Sững sờ vì sự không trung thủy của chồng, chín không đau khổ khi người chồng liên tiếp có những lần ăn vụng khác, quyết giữ mái nhà cho các con, chín lần lượt gặp những kẻ thích ngoài luồng kia để can ngăn nhưng không được. Trong cơn ghen mù quáng, chín đã thuê sát thủ để lấy mạng chồng. Chính đã đẩy các con thành những đứa trẻ mồ côi cha. Thuyết sát thủ lấy mạng chồng vì đòi chia tay. Đã hơn 10 năm kể từ ngày bỏ ra 20 triệu đồng thuê người sát hại chồng. Giờ đây nhắc lại, người đàn bà bị phụ tình Nguyễn Thị Chín vẫn không dừng ca thán về người chồng vội bạc. Tên thật Nguyễn Thị Chín, sinh năm 1966, quê quán tổ 33 cầu xến xã Yên Thành, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 20 tuổi, bước chân lên xe hoa. Nguyễn Thị Chín bước lên xe hoa làm vợ của anh Nguyễn Xuân sớm, hơn chị ta 6 tuổi, là người phụ nữ tần tảo biết chu vén chăm lo cho gia đình. Nên thời gian đầu cuộc sống gia đình họ khá đầm ấm với hai đứa con ngoan ngoãn học giỏi. Và một buổi chiều đầu năm 2003, bỗng dưng một cậu thanh niên tìm đến nhà xin nhận anh sớm là cha. Không chỉ chín mà ngay cả người chồng cũng phải ngỡ ngàng bật ngửa bởi không ngờ mối tình đầu vụng dại của 20 năm về trước theo lời cậu thanh niên này kể lại thì ngày ấy mẹ cậu ta là cô hàng xóm nhà bên và anh sớm yêu nhau tha thiết nhưng gia đình anh sớm không chấp nhận cô gái về làm dâu thì trong cô đã mang một mầm sống mặc dù chỉ về nhận cha rồi đi nhưng sự xuất hiện của chàng trai trẻ khiến chín bàng hoàng đã thế người chồng cũng không khẳng định đó có phải đích thực là máu thịt của mình không càng khiến người đàn bà vốn bụng dạ hẹp hòi như chín thêm ấm ức Nội ấm ức âm ỉ không được giải quyết ấy cứ mỗi ngày một lớn dần và rồi dẫn tới một cái cục bi thảm cho một gia đình đầm ấm. Theo lời kể của Chín thì khoảng tháng 4 năm 2006, cậu thanh niên kể trên còn quay lại một lần nữa để nhận cha. Trong với Chín, điều chị ta quan tâm là chồng mình đang bắt đầu có những biểu hiện lạ như thường xuyên nói chuyện điện thoại với ai đó vào lúc nửa đêm, dạng sáng, không cho ai động vào điện thoại của mình. Nghi ngờ chồng có người thứ ba, người đàn bà sợ mất chồng đã âm thầm mua một chiếc điện thoại nhờ người dạy cho cách sử dụng, mục đích chỉ để đọc tin nhắn, kiểm tra nhật ký điện thoại của chồng, để rồi chín đau đớn khi nhận ra một sự thật bẽ bàng rằng linh cảm của người phụ nữ đã đúng. Những dòng tin nhắn tình cảm của chồng cho một số máy lạ khiến chín không còn giữ nổi bình tĩnh, chị ta quyết định làm một cuộc điều tra để xem người đàn bà đã xen vào gia đình mình mồm ngang mũi dọc thế nào mà lại chen chân vào hạnh phúc gia đình mình. Ngày 22 tháng 7 năm 2009, sau một thời gian bỏ tiền thuê thám tử để theo dõi, nhất cử nhất động gã chồng trang hoa của mình, Chín được mật báo anh sớm đang cùng người đàn bà kia trong nhà nghỉ. Chín liền thuê taxi chạy đến. Trên đường đi, chị ta không quên gọi điện thoại cho chồng của người đàn bà kia, thông báo đã có bằng chứng và yêu cầu anh ta đến để chứng kiến tận mắt. Thế nhưng lại một lần nữa, nước cơ của Chín không trúng mục đích. Bởi khi nghe Chín thông báo thế, người đàn ông trước đây vẫn hùng hồn bảo vệ vợ, bảo vệ gia đình nhỏ của mình, thì giờ lại cất giọng van xin Chín đừng làm to chuyện hay gây hại cho ả à, vợ lẽ của anh ta. Bị vợ bắt tại trận đang ngoài chồng, ngoài vợ, máu sĩ diện của người đàn ông khiến anh sớm đã đưa ra quyết định ly hồn. Nhưng mục đích của Chín không phải thế nên chị ta nhất quyết không ký. Đã không còn tình cảm nhưng không chịu giải thoát cho nhau. Hàng ngày ra đụng vào trạm Chín lại cạnh khóe về lòng không trung thủy của chồng khiến anh sớm bẽ mặt với gia đình, con cái. Và như một cách để tự vệ, anh ta bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Càng cay cú, càng tính sai lầm để rồi nhận thiệt thòi về mình. Chín quyết định bỏ tiền thuê người sát hại anh sớm. Giáp tâm thực hiện âm mưu này, Chín đã nhờ bạn là Hoàng Thị Dung, còn gọi là Dung Tường, 45 tuổi, quê ở huyện Đông Triều, thuê người gian mặt ông sớm. Dung nhờ Nguyễn Văn Đức, 35 tuổi, cũng ở Đông Triều, thuê Hoàng Văn Lâm thực hiện tội ác. Ngày 3 tháng 4 năm 2010, Chín gặp Dung và Đức để đưa 20 triệu đồng thù lao. Sau đó, các đối tượng đã lên kế hoạch và sắp đặt kịch bản rất chú đáo. Tên Lâm giả làm khách đến thuê trọ tại nhà ông sớm. Căn nhà này cho người khác thuê mở quán giải khát và nhà nghỉ, nhưng ông sớm vẫn ở tại đây để được Chín chỉ điểm nhận mặt ông sớm. Sau khi nắm được địa hình nơi cư trú và đặc điểm của con mồi, lượng sức Lâm khó có thể đánh được ông sớm nên Đức đã bày mưu cho Lâm dùng ớt bột trộn với mảnh bóng đèn tuyếp. Nhưng sau này khi gây án, Lâm đã trộn ớt bột với cát để ném vào mắt nạn nhân rồi mới ra tay. Thấy Lâm có vẻ ngần ngừ, các đối tượng Dung và Đức còn tổ chức đưa Lâm đi chơi ở Vân Đồn để lấy tinh thần. Tối ngày 17 tháng 4, Lâm lấy xe máy của Đức đến đóng giả làm khách thuê trọ tại nhà ông sớm. Tại đây, Lâm gọi liền một lúc 5 ly cà phê, viện cớ là sắp có bạn đến nhưng thực chất là để đánh lạc hướng chủ quán ở dưới nhà sau đó lẻn lên phòng ngủ của ông sớm. Thế ông sớm đang nằm trong phòng, Lâm mò vào giả vờ xin gọi nhờ điện thoại. Lợi dụng lúc anh sớm đang ở trong phòng ngủ, một gã thanh niên lạ xông vào tận phòng dùng ớt bột trộn với cát ném vào mắt anh, rồi dùng dao gọt hoa quả tác động nhiều nhát cho đến khi nạn nhân bất tỉnh nằm trên vũng huyết và chỉ chịu dừng tay khi phần lưỡi và cán dao bị gãy. Sau khi gây án, gã trai bỏ chạy xuống tầng 1 định tẩu thoát thì bị người dân khu vực bắt giữ khi tên sát thủ định nhảy lên xe tẩu thoát và nhân vật chính là chín lộ diện với âm mưu đoạt mạng chồng. Trả giá cho tội ác. Ngày 24 tháng 9 năm 2010, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Hoàng Văn Lâm, Hoàng Thị Dung, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thị Chín về tội sát hại người. Theo nhận xét của một số người quen biết với nạn nhân, ông Nguyễn Xuân Sớm là người tốt bụng, hiền lành và chịu khó. Trong cuộc sống thường ngày chưa hề to tiếng hay làm mất lòng bà con xóm giềng. Bất bình và phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của các bị cáo đứng trước vành máu ngựa, các bị cáo vẫn quanh cò chối tội. Chí một mực khai rằng chỉ thuê người để dằn mặt cảnh cáo chồng mình vì tội dám có ý định chia tay với vợ chứ không có ý định sát hại chồng. Còn các bị cáo Dung, Đức và Lâm thì cãi rằng lên kế hoạch để đánh cảnh cáo ông sớm giúp chín vì tình cảm chứ không phải thuê mướn. Tuy nhiên trước các chứng cứ không thể chối cãi được trong vụ án, các lý lẽ chối tội của các bị cáo đã bị hội đồng xét xử bác bỏ hoàn toàn. Trong vụ án này, chính là người đóng vai trò chủ mưu thuê người chỉ điểm cho tên Lâm là người trực tiếp ra tay sát hại ông sớm thực hiện tội ác. Còn các đối tượng Dung, Đức là những kẻ trung gian nhưng cũng góp phần lên kế hoạch và tạo điều kiện cho Lâm phạm tội. Xét các chứng cứ và lời khai của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên một Hoàng Thị Dung, hai Nguyễn Thị Chín, ba Nguyễn Văn Đức, mỗi bị cáo bị phạt 18 năm tù. Riêng Hoàng Văn Lâm bị tuyên mức án cao nhất tử hình. Kết thúc phiên tòa, hình ảnh người mẹ của nạn nhân Nguyễn Xuân sớm tóc bạc trắng ngồi ôm di ảnh của con trai nghe tòa xét xử khiến nhiều người cảm thấy thương cảm sâu sắc. Gia đình nạn nhân cho rằng bản án dành cho kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Chín còn quá nhẹ, Chín không xứng đáng được hưởng sự khoan hồng và tha thứ. 18 năm tù giam là cái giá mà Chín phải trả cho hành vi tan độc của mình. Vậy nhưng vào tù, người đàn bà này vẫn không nhận là sai lầm của mình vẫn một hai trách chồng và cho rằng chính tại tính phụ bạc của người chồng mà chín mới xử sự như vậy. Chị ta đâu biết rằng con người ai cũng có lòng tự trọng, nhất là đàn ông tính sĩ diện luôn cao hơn cả. Làm mất mặt chồng trước thiên hạ, con cái, làm sao người ta có thể sống nổi bởi làm gì còn cái uy để nuôi dạy con. Vậy mà chín vẫn không chịu giải thoát cho chồng, cố níu giữ mái nhà với lời biện minh rằng vì muốn hai con có chỗ dựa. Liệu lời thanh minh này của chín có đúng không? khi mà từ lâu chị ta đã biến nó thành nơi để dùng những lời lẽ cay độc tra tấn tinh thần chồng. Dù thế nào thì anh chồng cũng có lỗi, song chín cũng nên sám hối về việc làm của mình, như thế mới mong được các con tha thứ. Vụ án trên đã để lại nhiều hệ lụy, đặc biệt là với những đứa con của bị cáo. Bạn muốn về cái đây làm về tiểu sử Giang Hồ, tử tù hai người ở tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ấn đăng ký và like để xem tiểu sử Giang Hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.